và ở tại nước Mỹ thì cơn bão tuyết mùa đông cũng đã gây ảnh hưởng trầm trọng đến quốc gia này hãng Southwest đã phải dừng vận chuyển trong suốt 10 ngày vừa qua và rất nhiều những người đi du lịch đã phải kẹt ở rất là nhiều những sân bay ở trên toàn nước Mỹ cảnh tượng mùa đông cùng với những trận bão tuyết đã gây ra những cảnh tượng đóng băng rất ngoạn mục tuy nhiên cũng gây ra những thiệt hại không nhỏ về đời sống cũng như là sản xuất kinh tế và nhiều cơ sở kinh doanh chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của một nhà hàng phủ kính như băng y như là trong phim viễn tưởng Bom bão tuyết đã biến nhà hàng hóc ở Hamburg, New York, Mỹ thành lâu đài băng. Đôi khi đây là việc tốt vì nhiều người sẽ muốn đến xem nó kỳ ảo đến mức nào. Tuy nhiên với chủ nhà hàng không bao giờ là tốt cả, trái lại nó còn gây căng thẳng. Hock là cơ sở kinh doanh gia đình có từ năm 1949, khi đó ông bà của Eileen đã mua tòa nhà này để bán kem. Vào mùa cao điểm, số nhân viên lên tới 140 người, còn lúc thấp điểm như hiện nay chỉ có 89 người. Cuối tuần trước, băng giá đã phủ kín tòa nhà hơn 100 năm tuổi. Thiệt hại vẫn chưa được thống kê vì phải chờ tới lúc băng tan. Nhưng Eileen biết rằng sẽ cần khoản tiền rất lớn để sửa sang lại. Nghĩ tới những người vẫn đang mắc kẹt, những người đã thiệt mạng. Chúng tôi thấy biết ơn vì chỉ bị thiệt hại về vật chất nên chúng tôi sẽ giải quyết được. Theo Bloomberg, trận bão tuyết lịch sử đã gây tổn thất nghiêm trọng cho nước Mỹ, cướp đi sinh mạng của ít nhất là 56 người. Elliot cũng là trận bão tuyết dữ dội nhất cản quét phía tây New York trong 45 năm qua. Cơn bão khiến chính quyền thành phố Buffalo và Erie gặp nhiều lúng túng trong ứng phó, khiến số nạn nhân thiệt mạng tăng cao.